Đó, hôm nay nhà đất mình xem sẽ giới thiệu cho anh chị một mảnh đất lớn nha anh chị. Tiền thì lớn nhưng mà diện tích thì cũng không lớn cho mấy. Đó là con đường lộ này xe bê tông hữu biên chạy luôn. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường huyện lộ 39 này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất có tổng diện tích là 2.500 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi ra chợ Bưng. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tới chợ Bưng thì tầm khoảng chỉ có 300 m là tới rồi nha anh chị. Và ra đó ra đường tỉnh lộ 878 luôn, khoảng cách thì chừng 200 m à. Đó, và ra đó anh chị có trường học cấp 1 rồi cấp 2 nằm bên đây luôn nha anh chị, cũng đi đường đó luôn. Còn hướng ngược lại anh chị đi thông về Ủy ban dân xã Tam Hiệp, tại vì cái chợ ở đây nhưng Ủy ban xã Tam Hiệp thì nó nằm ở hướng bên kia nha. Từ ngay vị trí đất mình mà về tới Ủy ban dân xã Tam Hiệp thì tầm khoảng 2 km là tới rồi nha anh chị, cũng khá là gần luôn. Và cái hướng này là cũng thông về khu công nghiệp Long Giang luôn, cho nên cái đường này công nhân đi rất là đông luôn. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này có ngôi nhà luôn, có 300 m² thổ cư luôn. Tính từ miếng này nè anh chị, mà cắt ngang qua bên kia là 32 m mặt tiền, và mình có cái chiều sâu vào là 90 m. Nhưng mà cái sổ này á, thực tế á thì ra tới 2.800 m², 880 m², nhưng mà do cái phía ngoài sau ngày xưa có con kinh nổi á, mà bây giờ nhà nước lắp rồi, chia cho mỗi bên một nửa, ở phần đó thì chưa có ra sổ. Bây giờ nếu anh chị nào mua thì đo có thể là ra sổ luôn. Còn sổ hiện tại á là chỉ có 2.500 nha, nhưng mà tới 5 sổ lận, trong đó có 300 m² thổ cư và một căn nhà phía bên trong luôn. Nói để xem đi hết cái phía mặt tiền rồi xem sẽ bước vô trong cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Đất mình cao ráo sạch đẹp, không có màu mã nha anh chị. Và cái phía sau của mình có một con đường lộ đan 3 m nữa nha. Đó, trong đất mình thì có hàng rào đồ kiên cố hết luôn rồi, cho nên vấn đề an ninh thì anh chị cũng an tâm. Ở đây mình cũng gần công an của xã Tam Hiệp luôn nha anh chị. Xã công an xã Tam Hiệp thì nằm ngay chợ. Đây mình tới ngay cái mí tường này nè, ngay chỗ cục điện nè, là 32 m mặt tiền đó. Đó, ở đây thì đường điện trung thế luôn nha, rồi thậm chí điện đường cũng có luôn. Wi-Fi thì thôi kéo quá trời. Đó, đây là bên trong cái ngôi nhà có 300 thổ cư của mình luôn. Đó ha, được cái là tông đất mình đã xây tường rồi hết rồi. Nó mảnh này cũng thuận tiện cho anh chị gì à, xây nhà nghỉ dưỡng hoặc là mở công ty xí nghiệp gì cũng được. Nó để em bước vô tông rồi em xây ra hướng mặt tiền cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi tầm khoảng 12 phút, khoảng cách là chỉ có 7,6 km là tới luôn à anh chị ơi. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây thời gian đi là 58 phút, khoảng cách là 63 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1 giờ 6 phút, khoảng cách là 55 km. Nó chỉ có 55 km à anh chị ơi. Anh chị đi đường cao tốc về thì cũng khá là nhanh nha. Nói giờ bên xíu xéo đó là trường học anh chị. Nói giờ giờ để xem di chuyển vào bên trong ngôi nhà cho anh chị mình xem. Ở trên thì mình có đóng la phong rồi hết rồi. Ở dưới nền thì chủ cũng đã lót gạch. Và phía bên hông trường của mình thì đã có ốp gạch lên khoảng 2 m nha anh chị. Nói giờ phía trước của mình thì cột tròn.
Đó, cửa thì cửa cây nha anh chị. Đặc biệt ngôi nhà này mình có 300 thổ cư nha. Phần còn lại là cây lúa năm, nhưng mà chỉ có một sổ khoảng mấy trăm mét vuông là còn đất lúa. Nhưng mà chủ sẽ bao cho anh chị lên cây lúa năm luôn, tại chủ chưa làm á. Chứ ở đây thì lên cây lúa năm là bình thường nha anh chị. Ngày xưa chủ tính cắt cây nhà này để ở, rồi mua mấy cái hộ xung quanh nè, người ta bán chủ mua gộp lại luôn rồi chủ ở. Nhưng mà bây giờ do chủ cần tiền để làm ăn, cho nên chủ sang nhượng lại cho anh chị nào mà có nhu cầu gì đây đi cất nhà nghỉ dưỡng hay là mở dịch vụ gì đây cũng được. Đặc biệt là mình gần chợ luôn. Gần chợ thì nhiều tiện ích thì anh chị cũng biết rồi đó. Nói chính xác hơn là mình sát bên cái chợ luôn, đường nhựa, đường huyện lộ luôn. Mình ra đường tỉnh lộ tầm khoảng sát bên luôn. Nó đây là căn phòng ngủ đầu tiên nè. Nó căn phòng mình cũng khá là rộng và bự nữa nha anh chị. Nè, đường mình là mình kinh doanh buôn bán gì cũng được. Tại vì sáng chiều gì xe chạy qua lại tối ngày luôn anh chị. Đặc biệt chiều và giấc sáng công nhân đi về rất là đông nha. Đó, đây là căn phòng ngủ thứ hai. Đó, giờ đây là cái không gian phía sau của mình. Nó cái đó để bếp ga luôn nha anh chị. Đó ha. Giờ đây là cái toilet của nhà mình luôn. Đó, cũng dán gạch, lót gạch, ốp gạch gì đó, đầy đủ hết luôn. Tâm đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Còn xung quanh thì em nhìn ở bên ngoài lộ nhìn thì không thấy, nhưng mà ở đây thì xây tường bít hết rồi. Em cũng biết, nhưng mà hình như là cũng không có anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Đất mình thì vuông vức đẹp lắm anh chị ơi. Nó phía sau mình còn có một con đường 3 mét nữa. Cái diện tích của mình ngày xưa anh nói là tới ngay chỗ đầu phản, xích ngay chỗ cây dừa mới ngoài cái vườn tí xíu, ngay cây cao cao lên á. Đó là cái diện tích. Rồi sau này cái kinh nổi á, nhà nước mới lắp lại rồi làm cái đường bên kia. Rồi cái phần đất bên đây thì nói chung là đã ợp trả lại cho dân hết rồi, cho nên thành ra mới lòi ra cái diện tích của mình ra tới 2.880 m², nhưng mà sổ thì lại có 2.500 m². Đó, anh chị thấy ha, khu này đầy tiện ích, cho nên chủ kêu cái giá thì cũng kha khá nha anh chị. Chủ kêu hết luôn là 12 tỷ, mà giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với anh chủ để thương lượng thêm về giá cả. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem rồi gặp chủ, bởi vì rồi anh chị có thể thương lượng thêm về giá cả luôn đó ha. Nhưng mà trong đất mình thì có 300 mét vuông là thổ cư nha. Đó, nhà thì cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, đây là chiều chiều hay gì mình ra mình ngồi ở phía trước này là xe chạy qua chạy lại cũng rất là vui. Nói ha, còn ở đây anh chị gì muốn nhượng lại bớt cho người khác nữa thì bên đó cũng còn rộng lắm nha anh chị. Nó phía trước mình xe lớn rồi chạy được như nãy anh chị thấy ha, xe bự chạy đó. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí và địa chỉ này thì anh chị cứ liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo rồi xem dẫn anh chị về gặp chủ nha. Rồi em xin chào anh chị.